Quý vị giờ chúng ta đến với nhà trực tiếp tại trong đá ba để theo dõi trận cầu giao lưu của các cầu thủ FC Gent và một tiền sân Trường Hoàng Phúc. Cuối cùng thì một trận đấu thành ở cánh phải, trong khi đó thì xanh đẹp thì một thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Hoàng Phúc và cánh trái sẽ cánh họ giữ ở trong hiệp thi đấu nhất này. Và là tiếng còi cất lên và hiệp một của hai đội bóng cũng chính thức được bắt đầu. Đường pha Thành Sang, quả là Thành Sang đường chuyền còi đây, cuối cùng bàn thắng đã đến và tỷ số là 1-0 cho các cầu thủ FC Gent. Sau nhiều những nỗ lực thì bàn tỷ số cũng đã được thay đổi cho trận đấu này. Nỗ lực lớn đến từ số 19 Thành Sang. Quan nhân dân từ bàn thắng vẫn chưa thể đến, tại vì Thanh Trì vừa phải có một tình huống lăng xả được băng vào của Minh Cường thứ 28. Và lại trận nữa và bàn thắng tiếp tục đến với các cầu thủ của FC Gent. Và lần này là cầu thủ mặc áo số 88, vị trí của Khoa Lê, vị trí trung vệ của các cầu thủ FC Gent. Tỷ số đang lên thành 2-0, vẫn chưa thể có được bàn thắng cho các cầu thủ vẫn chưa thể có được bóng can trận, cần phải làm lại. Để bóng hơi dài, còn đối phương đã bắt bài ngay. Antonet bắt bóng, Antonet khá khỏe, đường chuyền tốt, Thành Sang tình huống băng vào dứt điểm cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả là cao của Thành Sang. Tỷ số tăng lên thành 3-0 cho các cầu thủ FC Gent. Tiếp tục có tiếng còi, và lần này là đá phạt cho các cầu thủ của FC Gent. Vượt cửa là người sẽ thực hiện tình huống cao chân cực kỳ mạnh mẽ. Bàn thắng từ chấm đá phạt trực tiếp. Tỷ số tiếp tục được tăng cao. Và rõ ràng ở pha bóng này thì không có cơ hội này dành cho đội tuyển của Malaysia. Đường chuyền bóng bật ra, thời điểm mà không thể xử lý một cách gọn gàng của Gia Bằng. Đường chuyền Bình Vương, vẫn là Bình Vương pha đa trần, cuối cùng bàn thắng cũng đã đến với phần điểm của Hoàng Phúc. Tỷ số được rút ngắn thành 1-1. Bây giờ thì họ đã bắt đầu nhập cuộc chơi, còn thời gian còn lại của hiệp đấu này thì là còn đủ và cả còn một hiệp thi đấu thứ hai ở phía trước. Và trận quá mạnh và Thanh Trì cũng không thể làm gì hơn ngoài việc phản ứng nhận bóng lần đầu tiên ở trong trận đấu này. Bóng bật ra và không có bàn thắng cho các cầu thủ vận động viên Hoàng Phúc, một lỡ quá đáng tiếc, không thành trống và không ai theo kịp cả. Đường đưa bóng đi ra ngoài. Bóng bật ra, làm gì? Những tình huống liên tiếp và bàn thắng tiếp theo cho các cầu thủ của FC Gent. Tình huống đó là một tình huống phản lưới nhà, những tình huống bóng lập bọc. Những sức ép người đã băng vào đó là khuyến khích để đối phương xử lý hỏng. Một tình huống dài dần không khác gì là dứt điểm của số 25 đến phía vật liệu xây dựng Hoàng Phúc.
khởi công lên, bấm nút phá. Nguy hiểm, lần gì chân trái đi, bàn thắng cho các thủ vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Thì bạn đã thay đổi khi mà trong hiệp thi đấu thứ hai này, thì vật liệu Hoàng Phúc là những người đã có được bàn trước, người đã sát để gây những sức ép và có được bóng, đó là không thành. Số 99. Những nỗ lực xoay sở, cây chế băng đà và tiếp tục là bàn thắng dành cho cao thủ của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Và đó là lúc của số 99 không thành. Những tình huống mang vào để chơi tiếp và lấy bóng ngay bên phần sân đối phương. Có cái tình huống nguy hiểm. Rồi phản công, bóng là hơi dài nhưng vẫn còn. Chân trái không vào. Xử lý Hiền, lại là Thanh Tân. Và lần này đến một cầu thủ khác. Hậu lý làm gì đây? Quang đây, cần phải dứt quang hơn. Đủ thời gian cho các thủ của SCM đã lùi về. Và tiếp tục là một pha bóng nữa, và giúp cho cầu thủ của vận động viên Hoàng Quốc có bàn thắng để rút ngắn khoảng cách và tiếp cận gần hơn về tiến hành về phía điểm số của đối phương. Và đó là hat trick của Châu Thanh. Giải thích, những lượng bật nhà đều là chân trái chăng? Vẫn còn. Những tình huống ban bật và sau đó Tân Torres là người đã kết thúc. Điểm số tiếp tục được dâng cao, bàn thắng vừa rồi để định người bàn thắng cho trận đấu này. Điểm số là 6-4 cho SC kìa. Tạm quyết định những người sử dụng trở lại cho thời điểm này. Quá lên, nhờ có cú đúp và chính xác là như vậy. Lúc của số 88 ở những thời điểm trước thì Qua Lê đảm nhiệm vị trí trung vệ cho các thủ FC Nghệ và ngay sau khi dâng cao để hỗ trợ đồng đội và có tình huống che chắn ở dứt điểm treo góc cực kỳ khó chịu. Thành Sang vẫn còn đường chuyền, bàn thắng tiếp theo của các thủ FC Nghệ khi mà Tiến Thịnh đã đứng một cách cực kỳ chống chạy. Và nỗ lực của những người đồng đội trước đó ở làn cánh trái, nhiệm vụ của anh là đơn giản hơn rất nhiều, thì vẫn có cơ hội cho các thủ vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Đường chuyền khỏi đây, không có bàn thắng. Chuyện tình huống bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc. Lần này thì đã có bàn thắng số 15 đã thành công. Cũng với một pha bóng kiểu tương tự, đứng ở câu thai cực kỳ chống chảy và đối đội đã chưa bàn để tìm ý dứt điểm. Lần này thì đã rất quan hợp và đó là bàn thắng. Khám vừa tâm là gì đây? Điều là sân trái hay chẳng? Những tình huống xoay sở và bàn thắng tiếp tục đến và xử lý quá khó chịu. Trong khoảng hội thứ hai, quả trận của Tân Red và đó cũng là cú đúp của anh. Tiếp tục chân trở để đánh bại hàng phòng ngự trước đó của Khánh An. Đạo lý, chân trái không được. Và ra trận, những thủ thành của vật liệu xây dựng Hoàng Phúc cũng có một tình huống cầu rơi khá hay. Tấn Tô Nét vẫn là Tấn Tô Nét thường chuyển vào, cội đây, không vào. Hai pha ra trận liên tiếp, nhưng bóng đá chạm trúng tay của một thủ bên phía xây kèm. Và vật liệu xây dựng Hoàng Phúc có tình huống đá phạt nhanh. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu này. Tỷ số chung cuộc là 9-5 cho các thủ của SC Nghệ.
và khi ra bến chúng tôi sẽ trở lại với những chuyến tàu tiếp theo.